đông quỳ tử. Hoặc thai di sản đông quỳ tử lạnh, trơn thai dễ sanh. Lung lại tiểu tiền. Lung là một chứng bệnh lung bế, là nó bị bế tắc trong đường tiểu. Thiện thông nhũ nam, thiện thông nhũ nan là giỏi thăm về múa sưng, múa ngạt tia sữa. Mình xin đọc lại một lần: đông quỳ tử hàn hoạt thai di sản lung lợi tiểu tiện thiện thông nhũ nang.